người ta tầm thường dí rằng chỉ cần cho thêm hai con dịp vào một lớp học là chắc chắn có thể tạo ngay một phiên chợ mini bởi vì hội học trò quá sức là vùng hành. Cho dù đang trong tiết học, ngoài giờ ra chơi, họp lớp, đều có thể rỉ tai riêng. Tuy nhiên mỗi rỉ tai riêng thôi thì không chẳng có gì để bàn cãi, học trò mà tụng năm tụng bảy là đảm bảo cãi nhau kịch liệt. Tất nhiên lúc có mâu thuẫn, người đứng ra giải quyết thì chắc chắn phải là thầy cô giáo chủ nhiệm. Mới đây, dân mạng đã thi nhau chia sẻ lý do gây mâu thuẫn của một lớp học, điều đáng nói những lý do này hết sức là buồn mỉm cười. 1001 lý do gây xung đột nhiên lớp học của học trò Ảnh Trần Ngọc Mai Linh Trường Người Ta Theo những gì chủ nhân bài đăng chia sẻ, nhằm để giải quyết mâu thuẫn học đường, giáo viên chủ nhiệm của lớp học này đã tổ chức một cuộc họp lớp để các cô cậu học trò cũng nhau nêu ra những mâu thuẫn, dứng mắt cần giải quyết cả lớp được xếp theo từng nhóm, và mỗi nhóm sẽ ghi những mâu thuẫn xảy ra trong nhóm của mình. Ca khịa, xin ăn kế, giàu ngầm mà than, 975 điểm mà buồn, cướp bộ, có đồ mới không thửa, chỉ bài thấp điểm hơn đứa chép bài, chim chuột trước mắt học sinh chăm học vẫn là chim chuột nhưng là trong giờ học. Là những lý do rất buồn mỉm cười được các cô cậu học trò đưa ra bài đăng sau khi đăng tải đã lôi cuốn kha khá sự dồ cập của cư dân mạng, phần đa cô cậu học đều tỏ ra đồng cảm bởi lớp học nào cũng bắt gặp phải những lý do tương tự. Cái xin ăn kế là lý do gây mất liên nghiệp nội bộ nhất trần đời luôn, của thì ít nhưng nhà lại đông con không chia nhau ăn thì bị chửi, còn chia rồi thì chẳng còn bao nhiêu. Nói tầm thường ăn ở trên lớp thì trình độ cao là bị thua thiệt, bạn quận tờ cho hay. lớp này thật sự rất thú vị, lớp mình cũng mâu thuẫn vuông ác giỏi lắm cơ nhưng vì là con gái nên chủ yếu hèn là bạn Nga Ma Cúc đậm hơn em, đi học bên Ma Cúc bị các bạn chửi ý, bạn nguyện Vũ chia sẻ. Còn lớp của bạn thì sao, mâu thuẫn gì điều gì hãy cùng chia sẻ bên dưới nhé.